Năm nay, Đà Nẵng đã kêu gọi thu hút nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ đồng hành cho GIFF 2024. Theo đó, Hudson Group tiếp tục ở đơn vị đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tài trợ chính và tổ chức thực hiện kỳ lễ hội pháo hoa lần thứ 12. Khi nhận được lời mời cũng như đề nghị từ thành phố, thì chúng tôi thấy rằng trách nhiệm của mình, một doanh nghiệp trong sự phát triển thành phố. Vì vậy, chúng tôi mong muốn rằng trách nhiệm của mình sẽ góp phần cho sự phát triển của thành phố cũng như là đem cái lễ hội này thành một cái lễ hội mang thương hiệu lớn, tầm cỡ cho thành phố Đà Nẵng. GIFF 2024 có 8 đội pháo hoa đến từ nhiều nước tham gia, trong đó có 3 đội hình tân binh là Mỹ, Đức và Trung Quốc. Do đơn vị tổ chức mời, số lượng pháo hoa cũng nhiều hơn. Với việc áp dụng các công nghệ mới trong trình diễn bắn pháo hoa, bên cạnh đó quy mô khán đài đã được mở rộng với 50.870 chỗ trên 5 đêm, tăng 32.410 chỗ trên 5 đêm so với năm 2023. Các tiêu chí an toàn trên khu vực khán đài cũng được đơn vị thi công chú trọng. Còn sân khấu chính được thiết kế lấy cảm hứng từ bàn tay đầy sáng tạo nhằm truyền tải thông điệp về thế giới hòa bình, nhân văn đúng với chủ đề của GIFF 2024. Made in Unity kết nối toàn cầu rạng rỡ Nam Châu có diện tích là 1.375 m², rộng hơn 20% so với năm 2023, cùng nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại cũng được sử dụng nhằm tạo ra không gian trình diễn lớn với quy mô hoành tráng, mang lại góc nhìn đẹp nhất cho khách xem. Thì năm nay sân khấu được thiết kế sử dụng các hình ảnh màn hình LED, LED sàn với diện tích lớn hơn cùng với công nghệ là LED lưới. Hệ thống âm thanh ánh sáng được nâng cấp hiện đại hơn cùng với hệ thống ngân hạ hiện đại để đảm bảo cho khi các tín hiệu các ánh sáng âm thanh để cho đồng nhất được cái khung màn hình. Bên cạnh sân khấu hoành tráng, chương trình nghệ thuật trong năm đêm cũng được đầu tư kịch bản dàn dựng công phu với các tiết mục có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam. Để tạo không khí sôi động liên tục cho Đà Nẵng trong dịp pháo hoa, thành phố đã đầu tư gần 40 hoạt động đồng hành đa dạng phong phú và mới lạ do nhiều đơn vị tổ chức. Các hoạt động khi diễn ra đều được công an thành phố và các địa phương liên quan chủ động đảm bảo công tác an ninh trật tự. Tổ chức thêm cái trình diễn jet ski và flyboard ở trên sông Hàn và trên cái khu vực công viên châu Á do cái công ty nhà sản xuất H2O của Úc nó sẽ triển khai. Thì những cái này nó cũng là những cái nó làm mới hơn, đa dạng hơn cái sự kiện pháo hoa của thành phố Đà Nẵng. Với sự đầu tư lớn và chỉn chu, bài bản trong công tác tổ chức, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 diễn ra an toàn, hiệu quả, tiếp tục để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và du khách, tạo điểm nhấn cho sự kiện mùa hè năm nay của thành phố, qua đó góp phần khẳng định thành phố Đà Nẵng điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.